Chào cả nhà, hôm nay gia đình Linh sẽ đi vào một cái khu vườn quốc gia của Hà Lan. Cái khu này cách nhà Linh khoảng 1 tiếng đồng hồ, thì cách Amsterdam khoảng bao nhiêu tiếng anh? Khoảng 1 tiếng đồng hồ luôn. Ở đây cái khu này thì trước đây Linh đã từng tới đây khi mà Linh sang đây Linh học. Linh đi năm đó là năm 2016, đi với nguyên một đám bạn cùng lớp luôn, vui lắm. Còn bây giờ thì hơn mười mấy năm rồi mới trở lại cùng với gia đình. Thì tụi Linh mua cái vé vào cổng là 10 euro cho một người. Họ có luôn cái scan cho bà kia rồi đó. Thì nó là gọi là bao gồm cái tiền đậu xe luôn. Thì tụi Linh sẽ đi chạy xe vào đây, và sau đó thì tụi Linh sẽ lấy xe đạp. Còn một người thì là 10 euro nha cả nhà. Không biết nãy Linh nói chưa, Linh quên rồi, nói lại cho mọi người nghe đó. Bây giờ tụi Linh đang chạy vào, Linh quay lại cho mọi người xem cái cảnh đường đi vào, và sau đó tụi Linh sẽ đi bằng xe đạp nha. Đây là cái đường đi vào, mình vẫn còn lái xe, nhưng người khác thì họ đã chạy xe đạp rồi. Hy vọng là hôm nay sẽ gặp được nhiều thú rừng. Thì mình đi tới cái chỗ bãi đậu xe rồi. Linh hồi lúc vào cái cổng vừa rồi thì thấy có nhiều xe đạp lắm, bây giờ Linh thấy không có xe đạp ở đây. Anh xã Linh nói là mình sẽ thuê xe đạp ở chỗ này được, mà nhìn nãy giờ chẳng thấy chiếc xe đạp nào hết. Xe đạp chỗ này là mình có thể lấy miễn phí nè cả nhà, nghĩa là mình mượn miễn phí, mình không có cần trả tiền. Nhưng mà khổ một cái là họ không có để cái thắng xe á nha. Linh cũng không hiểu tại sao là không có cái thắng xe nữa. Nếu mà không có thắng xe thì sao mà mình chạy được. Dạ, ở đây nguyên cái đám xe đạp này nha cả nhà, là miễn phí hết. Khi mình vào đây mình mua vé là mình được lấy xe đạp này, mình chạy cho cái khu này. Tụi Linh là hai vợ chồng tụi Linh thì tính mướn xe, mà hai người chạy trên một chiếc xe đạp nè. Còn tụi nhóc này thì nó không thích, nó mướn xe cho một mình nó chạy thôi. Đó giờ Linh chưa chạy bao giờ, chưa chạy hai người trên một chiếc xe đạp bao giờ hết. Còn đây nè, người ta vẫn là cho mướn giống như là chờ, cái bắt fit này nè cả nhà. Cái xe để cho con nít đó. Có đủ hết. Quay lại, sao nó cứ vướng nắng nên khó thấy quá cả nhà. Có mấy cái xe kéo trực tiếp nữa. Đây mấy cái xe kéo trực tiếp, chỗ này là người ta cho thuê nha cả nhà, không phải là mình lấy miễn phí nha. Ngoài đó người ta cũng chạy xe đạp đôi. Giờ Linh bị cướp chiếc xe đạp đôi rồi, tại vì nó không chịu chạy chiếc đơn, thì nó chạy với anh xã của Linh bằng chiếc xe này. Thì chiếc này á, là mình mướn chiếc đôi á, là 10 euro nha cả nhà. Còn mà chiếc đơn á, là 5 euro, và phải trả lại cho họ trước khi 5 giờ. Trời, mình tới trễ mà trả trước 5 giờ không biết đi chơi kịp không nữa. Cạnh chỗ thuê xe đạp á, là có một cái nhà hàng thật là lớn. Mình vào đây mình ngồi mình uống, mình nhìn mình trời mây và cái khu xa xa đây nè cả nhà. Đó đó, cái khu đó đó là có chỗ cho con nít chơi. Nói chung là ở chỗ này rất là thân thiện với trẻ em, cho nên mọi người nên đi vào đây chơi vào những ngày nắng ấm nha. Mình bị cướp người đàn ông một cách trắng trợn luôn cả nhà. Nó nói là nó không thích đi chiếc xe đó, mà bây giờ mướn xong cái nó lên nó đi với chồng mình luôn. Thiệt tình là chán ghê chưa. Hồi nãy lúc mà Linh vào mướn xe đó, cái anh làm việc đó là ảnh là người Việt. Ảnh cũng biết cái người quen của anh xã Linh luôn. Đúng là thế giới này nhỏ xíu à. Hơi rung quá, tại Linh đạp xe đạp phải Linh dừng lại khúc này, khi nào mà đi bộ thì Linh sẽ quay tiếp. Qua Hà Lan là phải chạy xe đạp nha cả nhà, phải biết chạy xe đạp. À hồi nãy cái chỗ mướn xe Linh nói sai rồi, tại hai con nhỏ thì nó ồn ào quá, Linh không có nói kỹ là cái xe đạp đó đó họ không có thắng tay, nhưng mà có cái thắng chân, nghĩa là mình đạp mình ngừng lại thì cái chân mình ngừng lại thì xe nó sẽ chậm đi.
thì nó không có cái gọi là cái đổi số, không có số á, cho nên hai đứa nhóc này nó không thích chạy. Còn bên Việt Nam mình á, hồi xưa xe đạp của mình đâu có số đâu, mình cứ lên thì mình cứ đạp, mình đạp chậm đạp nhanh thôi à. Cái khu rừng này đẹp ha. Đó, bây giờ qua cái chỗ khác đây, vừa chạy vừa quay phim nên cũng sợ té đó. Thì cái khu rừng này á cả nhà là được hình thành sau gần như là cuối cái kỷ băng hà, nó rất là lâu năm rồi, và tất nhiên là theo thời gian thì có làm đường đồ cải tạo lại cho nó đẹp hơn. Đi qua chỗ này cũng có nhiều người, thấy không, mọi người đặt xe sổ hết trơn á, chỗ đẹp. Cái nhà nhìn đây, hồi mà lúc qua đây á thì lúc đó Linh, tụi Linh cũng còn là sinh viên thì nó cũng trẻ trung và vui lắm, cho nên khi mà tới cái chỗ thuê xe đó thì có chiếc xe giống như cái step mà con nít hay chạy đó, cái nhà nghĩa là mình chạy gì nè rồi mình đẩy cái chân vậy nè, mà cái chiếc xe đó lớn chứ không phải là cái step nhỏ. Có nguyên con đám con gái của tụi Linh á lấy cái chiếc xe đó, mà mọi người biết cái khu vực này á là bao nhiêu km không, là tổng cộng cho cái đường xe đạp chạy á là khoảng 40 km, và tổng cộng khu rừng là 55 km. Và nguyên cái đám con gái của tụi Linh á bắt đầu cứ lấy cái step chạy gì nè, trời ơi chạy được chừng 5 km thôi, mà lúc đó mới qua mà đâu có chạy xe đạp thường xuyên đâu, cho nên á 5 km mà tụi Linh muốn xỉu luôn. Xong tôi phải dắt thì đi như vậy nè thì mấy km nữa. Rồi một chút gặp mấy cái thằng người Hà Lan, mấy cái đi trong lớp Linh thì học international student á, thì có mấy cái thằng Hà Lan nó biết rồi đó, nó mướn xe đạp đôi hoặc là mướn xe đạp bình thường, tụi Linh phải năn nỉ tụi nó đổi xe với tụi Linh, tụi nó đồng ý thì tụi Linh mới về được, chứ không thôi là cũng chắc là lớp về luôn cả nhà. Nhìn giống như là sa mạc vậy nha ha. Ở đây cát không à cả nhà. Mình đi ở đây cứ tưởng là đi ở sa mạc Sahara, nhưng mà hên quá là thời tiết nó không có giống như là sa mạc Sahara. Bây giờ ở đây là 16 độ, nhưng mà tại vì có gió nhiều á cho nên cũng lạnh. Linh thấy hồi sáng thấy gió nhiều cho nên Linh mặc cái áo da và đội cái nón màu đen. Giờ đạp xe thì nó nóng gần chết luôn, mà nếu mà mình đi bộ thì nó lại lạnh khổ đời ghê. Dù là ở đây rất là lâu rồi đó mà Linh chưa có quen với cái thời tiết bên này nữa. Cát rất là mịn. Nhưng mà cát này là hơi bị nặng đó, chứ không có nhẹ. Tại vì Linh nghĩ là mình vừa ở đây vừa trải qua một cái mùa gọi là mưa nhiều á. Có thể là vậy, cũng có thể là không đúng, Linh không đúng nha. Tại vì lâu lắm rồi Linh mới trở lại khu vực này. Khá quá. Cái này là gió đó nha cả nhà. Gió nó làm cát nó chảy xuống như vậy nè. Chứ mình không có tác động gì hết. Cả nhà vào cái khu vực như vậy, nếu mà gặp cái tảng đá, không phải tảng đá đâu, cái đụng cát mà có nhiều cát ở đây thì đừng ngồi lên cũng đừng đứng lên nha cả nhà. Tại vì nó không có chắc chắn, và cái cây này rất là khó sinh sống và nó tìm chỗ nó mọc như vậy rồi. Mà mình ngồi lên á thì cái đụng cát này sẽ sụp xuống và cây sẽ chết. Cho nên mọi người đừng có ngồi hoặc là đứng lên đây nha. Mùa hè thì rất là đẹp luôn cả nhà.
Mọi người thấy không, xa xa là có hai đàn nai đang ăn cỏ, đứng xa lắm. Mà hôm nay là hên là Linh đem theo cái máy chụp hình của Linh đó. Linh không có quay bằng cái chỗ này thì không thể nào mà quay cận tụi nó được bằng cái telephone của mình. Tại mình tới gần là tụi nó chạy hả. À, lúc mà đạp xe đó có miếng đàn nai chạy qua đường luôn mà Linh quay không kịp. Cảm ơn. Ở đây có một đàn nữa nè cả nhà ơi. Gần tụi nó đây là đất khu chắc. Sao không rõ cả nhà ha. Yeah. Đây là có một đàn nữa nè cả nhà ơi. Cái này chắc khu quá. Nó nhìn nó to lớn hơn mấy cái chỗ kia. Wow, thích quá đi. Có con quả bên này á, đây quả đây. Bên này nhiều quả lắm nha cả nhà. Hồi lúc đầu mà Linh mới qua Hà Lan á, Linh nghe tiếng quả kêu á, Linh sợ gần chết luôn. Tại vì ở nhà mình, ở quê mình á, thì nghe nói là nghe tiếng quả kêu á là có người mất. Trời đất ơi, lúc đó ngày nào cũng nghe quả kêu, Linh ngày nào cũng gọi điện về nhà hết trơn. À, đẹp ghê cả nhà. Rộng cho nên nó không phải chỉ có một chỗ cho thuê xe đạp. Oh sorry, cho lấy xe đạp mà có rất là nhiều chỗ, giống như là chỗ này. Chỗ này là mình đi cuối hành trình của Linh hôm nay rồi. Thì ở đây cũng có một chỗ để xe đạp lớn và trên cái đường đi á, thì cũng có nhiều chỗ để xe đạp để cho mình lấy. Đạp xe rồi thì cũng phải dừng chân nghỉ ngơi một chút. Chỗ này đẹp quá cả nhà ơi. Trời ơi, ở giữa cái đồng á có bông súng nữa kìa. Ở cái chỗ mà mọi người thấy xám xám ở giữa cái dòng sông chứ. Ôi, sorry, cái ao thì có bông súng nữa. Rồi, đây quá trời. Con vịt nó đang lội dưới đất, dưới nước. Nhìn đẹp quá. Ở đó có một cái tòa nhà lớn nữa kìa, tòa nhà gì vậy ta? Có nắng đẹp ghê ha cả nhà.
Trời ơi, cái cảnh này nó đẹp ghê á. Con lên đó tung tăng kìa bởi vậy. Mình phải đi ra ngoài trời chơi á. Thì con nít nó mới duỗi tay duỗi chân. Chứ ở nhà nó cứ ngồi computer hoặc là chơi telephone hoài á, không có tốt cho sức khỏe của nó. Không tốt cho tinh thần nữa chứ. Một đầm hoa súng luôn cả nhà ơi. Nên hồi nãy á, mình coi là chỉ có một phần bên kia thôi ha. Nhưng bây giờ quá trời nè. Đẹp quá à. Nói chung là không có uổng công một ngày của mình đi á cả nhà. Và cũng không có uổng công một ngày mà mọi người đã theo dõi clip của Linh đó chứ. Thích ơi là thích luôn. Mình đi sắp tới cái tòa nhà này rồi. Hồi nãy đi vòng bên kia thì tụi Linh đi đi vòng lại bên này. Đây. Tự nhiên trong rừng mà có một cái khu như vậy á thì thích quá trời luôn cả nhà ha. Linh không biết cái khu này á, tại vì mình tới bây giờ là Linh tới hơi trễ rồi, cho nên không biết là nó là cái nhà hàng hay là cái gì luôn á. Nhưng mà thấy đẹp quá đi. Chào cả nhà. Nãy giờ là chạy mấy tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ thì nhà Linh dừng lại để ăn. Cũng không phải trưa đâu, tại Linh tới đây cũng trễ rồi. Nghĩa là bây giờ mình ăn xế xế chiều vậy đó. Rồi nếu mà đói nữa thì sẽ ghé nhà hàng ăn sau. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nhé. Bye bye. Đừng quên subscribe, like, share giùm Linh nha. Cảm ơn rất là nhiều. Chúc một ngày thật đẹp. Oh, it's me too. That's the last 4 minutes. 2 minutes, I'm a